mượn đất trồng thuốc nam chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo. Đó là việc làm thiện nguyện của các thành viên trong tổ thuốc nam của xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Qua hơn 15 năm thực hiện thì đến nay, tổ đã vận động được người dân địa phương cho mượn 25 công đất để trồng các loại thuốc nam trị bệnh, cung cấp cho các nhà thuốc trong và ngoài tỉnh hàng trăm tấn thuốc mỗi năm, trị giá trên 2 tỷ đồng. Buổi ăn sáng vội của mười mấy thành viên trong tổ thuốc nam là những ổ bánh mì và thùng nước đá lạnh. Sau đó, mọi người hăng hái bắt tay vào công việc mãi đến tận trưa. Được biết ban đầu, diện tích trồng thuốc của tổ chỉ khoảng 5 công đất, nhưng nhờ trị bệnh cứu được nhiều người kịp thời, nhất là bệnh nhân nghèo, nên tổ được thêm nhiều người dân cho mượn đất để trồng cây thuốc và sẵn sàng đóng góp công sức chăm sóc cho đến khi thu hoạch. Đó là không hiến đất làm thuốc thì làm rẫy. Thu nhập mỗi năm đó khoảng cũng từ 40-50 triệu, là mình thấy mình giờ cũng có đủ sống hàng ngày thôi, để hiến đất trồng thuốc đặng mà độ những cái bệnh nhân nghèo, người ta không có tiền để uống thuốc tây đó, để uống thuốc nam cho đỡ tốn tiền. Hiện tại với diện tích trên 2,5 hecta đất được người dân cho mượn, tổ đã trồng hàng chục loại dược liệu, trong đó có không ít thuốc quý để làm thiện nguyện, với số lượng thuốc lên đến hàng trăm tấn. Điều đáng trân trọng hơn là trong số hàng chục người trong tổ, có những người hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải làm thuê, làm mướn, trang trải cuộc sống hàng ngày, nhưng luôn hăng hái tham gia, bất kể khi nào có thể. Cái đời sống thì có kẻ khá, người nghèo, nhưng nếu người nghèo thì mình hỗ trợ gạo được kia cho, mà cái làm đây không có thù lao, chỉ vui vẻ nhau để nhận cái công sức nhau để lo từ thiện thôi, chứ không có thù lao gì tất cả. Khi làm từ thiện tới giờ đó là năm 2000 tới giờ thì mọi việc đều trôi chảy, suôn sẻ, không có gì hết. Nếu anh em nào mà thấy khó thì hưu lên rồi cái thì lần này nữa hỗ trợ lo tận tình với nhau để giúp cho những trong các cái tổ đó, ví dụ tổ nào thì có khó khăn gì cho hay thì lần này ban sự giải quyết. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, tổ thuốc nam xã Long Khánh B đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện với lượng thuốc hàng năm trên 400 tấn, trị giá trên 2 tỷ đồng. Hiện tại, do nguồn thuốc thiếu hụt nên đầu năm nay, tổ đã thuê thêm 2,5 công đất để trồng dược liệu cung cấp thuốc miễn phí ở thành phố Cần Thơ. Giữa cuộc sống đầy bộn bề lo toan, tấm lòng thiện nguyện của những người nông dân trẻ miền Tây này thật đáng quý biết bao.